Chào anh ơi, nay buổi sáng thứ bảy á, clip đó, nay lên cái clip này là mai em nghỉ một ngày, mọi người xem sao nào liền em, điện thoại 0349 653 147, điện thoại có Zalo, đầu tiên mình sẽ tổng cao 10, đường kính 6 bằng rộng 3, bộ này 250. Này tải chậu hóa 1 mét mét hai tải mấy cái máy phát điện đó SB 60 250. Ai lấy mấy bộ thì liên hệ em á, coi em có ít bộ nữa. Mấy cái vạch dầu này 20.000. Vạch dầu SB 61 20.000. Hai cái bộ nhỏ nhỏ xinh xinh. Này mà anh đóng trân thạch cao. Hai cái này 100.000. Nó nặng tầm 2 lượng rưỡi đó, cầm rất là nhẹ. FB62 100.000. Hai cây theo một cây sủi như này, này càng chắc chắn. Cái này 40.000, thép rất bén. Này sủi cạnh dài á, SB463 40.000. Còn mũi đục chân 30 lý, dài 32 100.000. FP64 100.000. Hai cái bùa đọc dù cả nên con tương đối. Hàng đất dữ vậy đó. Hàng cái này 150. B65 150. Một cái mòn lết hết 450, miệng đẹp. Lên xuống bình thường. Năng miệng đẹp. Cái này 250. Size 450. SP66 250. Theo hai cái bộ này càng đẹp hết đó. Một cây size 1/2, một cây size số 1. Hàng Maruki với là hàng ố hạt. Hai cái này 170. B67 170. Hai cây một lít Mitsubishi 250, cái này 80.000. Răng miệng đẹp, lên xuống bình thường chắc chắn. FB868 80.000. Một cái cuộc chim hai đầu, dài là tầm 50 á, nặng 2,4 kg á, cái này 250. SB69 250. Này về đào cây á, tiếp theo cái riêu thẹp rất bẻ á. Này nặng tầm 1 kg đó, cầm vừa tay. FB670 160.000. Và một cái bùa, cái bùa này hơi tóc cạn, sợi thủy tính á, xa chạm cái này đây, mình có thể làm cạn gỗ. Cái này 70.000, hàng đốc dũ.
cầm vừa tay. Xe thuyết tính SB 71 70.000. Hai cái chọt 30.000. SB 72 30.000. 73 cái dùa này chưa sai, 19 hạng tu vứt sán. Về bàn kiểm tra giờ này là có 30.000. Dài 30 SB 73 30.000. Tiếp theo cái bộ này, bộ này 90.000. Này 1/1/2 hạng ủ hạ, còn khá đẹp. SB 74 90.000. Cái lợi hại này 50.000. Dây 4 lý, tẹp 2 lớp, tẹp 3 lớp, nhìn rất rõ. SB 75 50.000. Tiếp theo là thùng đàn, thùng đàn 3 lít, thùng 3 lít. Chiều nay 25, chiều nay 17, cao là 9, thùng này 200. Thùng này đã về, vệ sinh sạch sẽ đây. SB 76 200.000. Hai bộ làm hồ này. 21 25. À cái này 120. SP 77 120. Một cây nhỏ gọn như này 50.000. Nhỏ gọn đấy. Tầm 2 lần rưỡi. SP 78 50.000. Sắc cày này, dài 36, hàng Yamaguchi con gà này, 30.000. 30 SP 79 30.000. Bột sụi 40.000. Các loại sụi SB 80 40.000. Các loại sụt hai bộ này, một cây này cạn hơi cắm. Mọc đầy đủ này 24, cái này 21. Hai cái này 120. SB 81 120. Hai cái khóa 23 26 32 35 50.000. SB 82 50.000. Này vít thới hàng Yuru. Đầu này 3/8 hoặc đầu bình thường á, mặc in da bằng. Về mà anh em bỏ cái đầu chuyển mặc vít sang đây á, cái này 250. Này đã tẹt ngọn gòn đấy. Đã tẹt. Sao ok. SB 83 250. Tiếp theo cái thùng đàn đấy. Nó cần này. Cái này 103 thùng Mỹ á, có quai cần nhẹ đó thôi, mà anh để mặt này thì không thấy.
B84 103. Hai cái cắt rau 50.000. Mình con khá tổ. Ngày mai thì nữa là sai nữa. B85 50.000. Tạm sọng hai cái này 50.000. Đây này thì hàng thủ công. Có cái này hơi bể tí, có cái này liền. Này về chỉnh sửa lại tí nữa. B86 50.000. Lấy dầu trên cao, cái này 250. Nhân dứt này, mì tù tù dô cho này. Chè 30. B87 250. Hai cái xoáy này, xoáy như này, hai cây 30.000. B88 30.000. 89 cái cơ góc hẹp 50.000. Cái này mua mới gần 300.000. FB89 50.000. Rồi hẹn gặp lại tiếp theo.